Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của MC Dan. Thì hiện tại chúng mình đã đặt chân đến Thái Lan vì một số lý do mà mình không thể quay cho các bạn được cái cảnh mà chúng mình ở sân bay ở Việt Nam. Chúng mình sẽ ở Thái Lan 3 ngày và sẽ tham gia thi con Thái Lan vào ngày mai. Tao định nói cái gì mà tiện tao chết não rồi. Bạn có cảm nghĩ thế nào khi được tham gia cây con ạ? Hello. Chúng mình sẽ review cho các bạn cái hành trình lần này ở Thái Lan của chúng mình. Six and a half hours later. Ok, thì đây chính là cái khách sạn mà mình sẽ ở. Và đây chính là cái sảnh cũng như cái quầy lễ tân. Một không gian rất là đẹp và rất là thoải mái. Cùng vào nào. Hello mọi người, bây giờ mình chúng mình lên xe đi ăn nha. Hello bong bong. Hello. Chúng mình đang trên đường. Đi đến chợ Khao San để ăn tối. Và bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Bây giờ là 8:20. 8 rưỡi rồi á? Và bây giờ là 8 rưỡi rồi. Bây giờ là 8 rưỡi rồi và bọn mình vẫn chưa được ăn. Hôm nay chúng mình check in khách sạn lúc 2 giờ. Ngồi với nhau đến... Chúng mình check in khách sạn lúc 3 giờ. Ngồi với nhau đến khoảng 4 rưỡi. Sau đó ai về phòng đấy ngủ sức mà lờ. Đến tận 7 rưỡi. Tận 7 rưỡi mà chúng mình hẹn nhau. Chúng mình hẹn nhau là 5 giờ hơn đi 7-Eleven. Đi lượn lờ và 6 giờ đi ăn là vừa. Cuối cùng 7 rưỡi chúng mình mới dậy. Sống sang Thái khổ quá. Chúng mình phải đợi những người kia đến rồi. À đây mọi người đây rồi. Hello mọi người. Của mẹ cũng hết rồi, 607. Ủa Tùng Vĩ có thử đâu? Mày đi massage. Mày đi đi cổ. Đeo nói gì à? Quay gì à? Quay rồi. Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh Bông Bông Vlog của chúng tôi. Rồi sao xa nữa? Xa nữa? Đây là chợ Khao San của Thái các bạn ạ. Đây quay ạ. Thái sao quay bọn em chi? Đây là cái gì ấy? Hỏi nó xem đây gì đồ. Đây là làm cốc và nước sầu riêng. Tôi ở đây 50 bạn thì bỏ chùa.
50 là 35.000 ạ. Và là 35.000. Wow, hấp dẫn nè. Thả vé tròn ạ. Đấy là ớt à? Ừ. Vừng. Nó kiểu lạc. Em hiểu không? Sushi. Cần gì em thì em không biết. Được đấy. Ngon không? Cũng được. Ngon. Đi check không em? Dạ. Đi check không em? Dạ, check rồi. Cái gì bắp? Nói bảo là chị mít với anh đi ăn chửi bọn em đi. Sao lại đi ăn chửi ra nào? Nhớ. Đi ăn chửi ra sao? Đây là cái gì đấy? Đi âm chửi chúng nó đi, chúng nó nhớ lời anh chị chửi. À, rồi. Cái gì đấy anh? 60. Ăn ngon không? Ăn cũng được. Ăn cũng được. Nó kiểu cái cuộn này. Ừ, là cuộn. Cái gì rồi? Ăn được đấy. Tô ở đây ngon phết mọi người ạ. Có hành tây đấy, nếu mà không ăn được. Xếp ăn xấu vậy. Ôi nóng quá. Wow, em ăn thấy ăn không? Có. Cũng được. Nói cũng được thôi. Làm gì làm? Sao mà lấy tí chị? Bán kiểu gì cũng được. Bọn này nhà nó đang vã. Mẹ mình kiểu bị vã à? Vã quá rồi. Làm một hộp mát. Đã no rồi. Ăn lại còn để lọt đít à? Chả sao đi khảo sản xong rồi mua áo New York ạ. Nhưng mà cái biển xanh thì xấu. Ừ, đó biển xanh xấu. Cái áo đẹp luôn đấy. Nếu mà mai quay thì lấy ra. Hùng ơi, quay nhảy đi. Đây nó cũng là... Nhảy lại bài Flash. Flash. Cái đồ này hả? Cái đồ này đâu. Thằng này là Dung Cúc à? Dung Cúc. Dung Cúc xấu ấy rồi. Cũng hơi cao ấy. Thật sự. Mẹ Dung Cúc người ta vừa cao bình thường thôi, người ta đẹp xong rồi người ta lại còn đẹp trai, xong rồi người ta lại còn đầy đặn. Hôm nay để mấy giờ chơi trên mắt hay là trước ấy? Trên mắt là sao? Là kiểu là em kéo trên mặt ấy, hiểu không? Là kiểu mặt tóc kiểu. À, cái là Hùng chỉ đẹp trai khi trên mặt. Ok. Ôi, nhìn bạn tóc xanh ấy, bạn đội mũ tình cảm chưa này? Tên, 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 tên